Ôi, chào các bạn. Hôm nay là dịp Trung thu nên mình có mang một món quà đến để mình tặng khách hàng của mình bên nhà anh Tâm ở Bình Dương. Thì mình cũng rất là cảm ơn anh chị đã đồng hành và lựa chọn công ty để xây dựng ngôi nhà cho mình. Em chào chị ạ. Thì hôm nay là gần tới Trung thu đó chị. Thì em cũng thay mặt công ty Xây Dựng Laco thì em có một cái phần quà nhỏ. Em cũng cảm ơn gia đình của chị đã quan tâm và thương yêu và lựa chọn công ty Xây Dựng Laco để xây dựng ngôi nhà mới cho mình ạ. Thì chị cũng cảm ơn công ty Laco cũng đang xây dựng nhà cho chị. Thì chị cũng cảm ơn nhiều phần quà công ty đã gửi tặng gia đình.